đơn giản vì hiện thực hóa giấc mơ là điều mà chồng vẫn luôn ngấp ủ trong từng giấc ngủ vẫn nhớ. Lời mình anh nói là chỉ trách sức nhờ công vàng tờ, không biết đã bao lâu không còn chủ động nói câu anh yêu em. Nhớ mỗi việc là phải có mặt khi bao cơn sốt bao nhiêu năm, thương là bằng hành động, là bằng nghe nhắc để mong, là bằng bờ vai, là dù vất vả vẫn giữ chặt vợ bên chồng. Là bằng hành động, là bằng nghe nhắc như mong, là bằng bờ vai, là dù vất vả vẫn giữ chặt vợ bên chồng.